Cô chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chữa bài của buổi số 237 và giao bài của buổi số 238. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cấu trúc câu to be keen on cộng động từ thêm đuôi ing. Và cấu trúc câu này có nghĩa là tôi đam mê điều gì đó, đúng không ạ? Tôi thích điều gì đó. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu với những cấu trúc câu giống với động từ like là yêu thích. Và ngày hôm nay ta có cấu trúc câu to be keen on cộng động từ đuôi ing. Ví dụ ta có I am keen on riding a horse. Tôi đam mê việc cưỡi ngựa. I am keen on riding a horse. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài nhé. Câu 1. Anh ấy đam mê chơi tennis. Các bạn cho cô đáp án xuống phần bình luận nào. Vậy ta có chủ ngữ anh ấy, he is. Với chủ ngữ he, động từ to be sẽ là is. He is keen on playing tennis. Đằng sau của keen on, động từ ta phải động từ đuôi ing. Vậy ta có he is keen on playing tennis. Đó, he is keen on playing tennis. Rồi ạ, các bạn nào mà chưa làm được bài thì các bạn chữa bài vào giúp cô. Câu 2. Cô ấy đam mê khởi nghiệp. Các bạn cho cô đáp án nào. Vậy ta có chủ ngữ cô ấy, she is keen on, chúng ta đều dùng với keen on, starting up a business. Starting up có nghĩa là khởi nghiệp, a business. Vậy she's keen on starting up a business. She is keen on starting up a business. Câu 3.
Họ đam mê sưu tầm tem. Vậy ta có chủ ngữ họ. They are keen on collecting stamps. Ta có động từ sưu tầm sẽ là collect. Và đằng sau keen on ta chuyển collect chuyển thành collecting. They are keen on collecting stamps. Collecting stamps. Câu 4. Chúng tôi đam mê thảo luận về người nổi tiếng. Các bạn cho cô đáp án nào. Chúng tôi đam mê thảo luận về người nổi tiếng. Vậy ta có chủ ngữ chúng tôi, we are, đúng không ạ? To be sẽ là we are. Keen on, talking about, thảo luận về có nghĩa là nói về. Vậy chúng ta dùng động từ talk, thêm đuôi ing sẽ thành talking. Talking about famous people. Famous people là những người nổi tiếng. Famous people. We are keen on talking about famous people. Câu 5. Nó đam mê nói về trải nghiệm của nó. Vậy các bạn cho cô đáp án xuống bình luận nhé. Vậy chúng ta có chủ ngữ nó, it is keen on talking about. Vẫn là nói về ta vẫn dùng talking about, đúng không ạ? Talk chuyển thành talking. It is keen on talking about its experience. Khi này cái tính từ của nó sẽ là tính từ its experience. It is keen on talking about its experience. Vậy khi này cái tính từ is sẽ là một tính từ sở hữu các bạn nhé. It's experience. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ có thời gian để xem lại cả 5 câu trong phần chữ bảng ngày hôm nay. Chúng ta đều dùng với cấu trúc câu keen on. To be keen on cộng động từ thêm đuôi ing. Để diễn tả ai đó đam mê làm việc gì. Chúng ta thay cho khi chúng ta cứ suốt ngày dùng từ like là yêu thích. Thì bây giờ chúng ta đã dùng thêm được một công thức nữa, đó là keen on. Đó, bạn nào còn câu nào các bạn chưa làm được thì các bạn chữa bài và giúp cô.
Chuyển sang phần giao bài ngày mai, chúng ta có cấu trúc câu ai đó hứng thú với việc làm gì. Chúng ta sẽ có cấu trúc câu to be interested in, cộng động từ đối ứng. Bây giờ các bạn sẽ chép bài tập về nhà và về nhà chúng ta chuẩn bị trước nhé, để ngày mai ta chữa bài.